tất cả chúng ta một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều niềm vui nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem một góc view rất là đẹp tại sân golf 18 hố nằm trong quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Thanh Lanh Value Golf and Resort Vĩnh Phúc. Đây là một quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí all-in-one, đặc biệt với phong cách kiến trúc toàn dự án được lấy cảm hứng từ kiến trúc làng cổ tại Vương quốc Áo thế kỷ 18. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu tổng quan dự án, xem là trong dự án của chúng ta có những ưu điểm gì vượt trội nhé. Dự án Thanh Lanh Value Golf and Resort Vĩnh Phúc có vị trí tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, với quy mô lên đến 143 hectare, chủ đầu tư là công ty cổ phần Nam Tam Đảo, đơn vị đồng hành là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hồng Quân, đơn vị phát triển dự án là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lạc Hồng. Trong dự án của chúng ta có 602 căn biệt thự nghỉ dưỡng với các dòng Mountain Villa, Garden Villa, Lake Villa và cuối cùng là Wolf Villa. Diện tích điển hình là 300 m² đất, mật độ xây dựng trung bình 50%. Hình thức sở hữu lâu dài, dự kiến bàn giao tháng 8 năm 2023 quý vị và các bạn nhé. Quý vị thân mến, thì trong dự án của chúng ta ấy, nó có rất nhiều những cái ưu điểm vượt trội, như dự án của chúng ta là bao quanh ôm trọn hồ tự nhiên Thanh Lanh, có diện tích lòng hồ lên đến 3,5 km², tương đương 350 hectare như quý vị và các bạn đã biết rồi. Bao quanh dự án là hệ thống rừng sinh thái nguyên sinh, không khí trong lành, nhiệt độ trung bình ở đây là 24 độ C, sân golf 18 hố, khách sạn 5 sao, nhà hàng, coffee shop, casino và đặc biệt là có cả rạp chiếu phim nữa quý vị và các bạn ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có khu cưỡi ngựa, khu camping, BBQ, khu shop house sôi động và đặc biệt là có rất là nhiều những cái tour đi khám phá rừng nguyên sinh. Dự án của chúng ta có thể nói là một quần thể vui chơi nghỉ dưỡng all in one, tất cả trong một, đúng không ạ? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau điểm lại một chút về cái khả năng kết nối vùng của dự án Thanh Lanh Value Golf and Resort Vĩnh Phúc quý vị và các bạn nhé. Thì dự án của chúng ta chỉ cách thủ đô Hà Nội 60 phút, tương đương 50 km, cách cảng không quốc tế Nội Bài 35 phút, cách sân golf Tam Đảo 25 phút, cách Hồ Đại Lải thì chỉ có 15 phút thôi, cách chùa Tây Thiên rất tâm linh là 25 phút, cách thành phố Vĩnh Yên 20 phút và cuối cùng là cách khu du lịch Tam Đảo chỉ có 35 phút. Thì điều đó có nghĩa là cái khả năng kết nối vùng của dự án rất là thuận tiện. Nó trung bình khoảng 20 phút là chúng ta có thể di chuyển đến được hầu như tất cả các cái địa điểm, các cái danh lam thắng cảnh tâm linh tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cũng như là chúng ta mất khoảng 40 phút để trở về Hà Nội hoặc là 35 phút trở về sân bay quốc tế Nội Bài mà thôi. Đó là một cái ưu điểm rất là vượt trội quý vị và các bạn nhé. Thì xin phép chia sẻ với quý vị và các bạn cái xu thế nghỉ dưỡng thực tế tại Tam Đảo Vĩnh Phúc ấy. Thì như chúng ta đã biết rồi, bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực này thực tế là chưa được khai thác triệt để, trong khi nhu cầu là rất là lớn. Và đặc biệt là để tìm kiếm một khu nghỉ dưỡng cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế về mặt tiện ích, cảnh quan, kiến trúc gần như là rất là hiếm. Phần lớn các loại hình bất động sản ở đây thì đều là những khách sạn nhỏ, villa, homestay và các căn hộ, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ với tổng số phòng nghỉ ước tính khoảng tầm 2.600 phòng theo số liệu thống kê năm 2020. Có thể khẳng định luôn rằng đây là một tổ hợp nghỉ dưỡng all-in-one với vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, đặc biệt là các cái căn biệt thự thì được thiết kế đồng bộ với kiến trúc làng cổ của Vương quốc Áo thế kỷ 18, là sản phẩm rất thích hợp về đầu tư giá trị, về giá vốn, khai thác vận hành và kết hợp nghỉ dưỡng cuối tuần. Thì hiện tại là dự án đang trong giai đoạn booking thiện chí. Để biết thêm thông tin chi tiết và không bị bỏ lỡ các cái căn có vị trí đẹp phù hợp với nhu cầu của mình, quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline 0987907165 để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc quý khách hàng cùng gia đình thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau hoặc là thực tế tại dự án. Một lần nữa xin chào, xin hẹn.
Gặp lại.